Nhưng Dương Văn Ngọc bị chấn thương vùng đầu, run cận một chi tiết gây hoang mang giữa đêm. Netizen vô cùng lo lắng gửi lời hỏi thăm đến Ninh Dương Văn Ngọc. Nhan sắc ngày càng thăng hạng, Ninh Dương Văn Ngọc trở thành mỹ nhân gây biết được cộng đồng mạng quan tâm, đặc biệt với tính cách hòa đồng và hài hước kể từ sau khi cô tham gia Running Man Việt Nam mùa 2 cùng nhiều chương trình khác. Bên cạnh đó, để có thể hoạt động nghệ thuật tất bật với lịch trình dày đặc thì bản thân nữ diễn viên cũng cần có sức khỏe tốt, giữ tinh thần ổn định. Tuy nhiên, vào rạng sáng ngày 15 tháng 4, trên Instagram 4,8 triệu follow, Ninh Dương Văn Ngọc gây hoang mang với bài đăng mới. Theo đó, cô chia sẻ clip zoom cận phần đầu bị chấn thương có máu chảy ra. Điều này khiến netizen vô cùng lo lắng, không biết rõ tình trạng hiện tại của Lan Ngọc thế nào. Tuy nhiên, rất đông người hâm mộ đã gửi lời hỏi thăm đến nữ diễn viên, mong cô sớm bình phục. Ninh Dương Ngọc hiện là cái tên được quan tâm bởi nhân sắc ngày càng tăng hạng, cùng tính cách hòa đồng, hài hước.